Xin chào các bạn, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi unboxing một cái hàng đến từ Rubik Linh Adam. Thì bên trong cái hàng này mình đã order một con du lòng Strand Baron phiên bản Blue Body, màu xanh. Ok, thì mình sẽ làm nhanh video này qua, mình không muốn làm dài dòng. Thì bên ngoài nhà mình khá là ồn, các có âm thanh gì các bạn bỏ qua ha. Ok, rồi. Một tờ giấy không có gì hết, bỏ qua. Ok, focus. Ok, phiên bản màu xanh khá là đẹp, trong máy nó không được bóng như ngoài đời. Ngoài đời màu xanh nó khá là sáng chứ không phải tối như trong hình. Thì hồi trước Tim Tân Phú cũng đã làm 6 con 6 màu như thế này. Mình đã đặt mua một phiên bản màu xanh ở Rubik Linh Adam. Thì mình hồi trước mình cũng có làm 6 con 6 phiên bản body khác nhau, nhưng mà hiện tại thì mình đã cho hết vài ba con rồi, nên bây giờ thì chỉ còn có ba con thôi. Đây một con nữa, đây là ba con còn lại. Ok, hết sơn. Nhựa khá là khô, thân thì mượt, ở tốc độ nhanh, nhựa hơi bị khô một tí thôi. Cái con tạm ổn, nó đã hơn con của mình. Ê, trời, con này quá là lỏng các bạn. Ok, thì nhựa hơi bị khô, không có một chút silicon ở đây cả. Cái viên kết đó là màu trắng. Ok, mình sẽ làm nhanh, chắc tầm 2 phút 30 thôi, hoặc 3 phút gì đó. Ok, mình sẽ dán sticker lịch với con này và mình sẽ làm một video review ha. Rồi, thì con du lông Strand Baron màu xanh này và Blue Body này ở có giá là 100.000 đồng ở shop Rubik Linh Adam. Thì các bạn có thể ghé qua đó mua và order một con riêng cho mình để mà bổ sung cho tập bộ sưu tập mình ha. Và mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn thấy hay để lại cho mình một like, một subscribe và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp tới nhé. Và ok, xin chào, tạm biệt tất cả các bạn. Yes. Wow. Quá nhanh.